Sao vậy anh? Sao nay lại ngang ngang lắc đầu vậy? Trời ơi, anh có cái xe Innova 2013 em. Anh thấy xe đẹp quá, đứa bạn ấy đang tìm, cái anh nói xe anh 392 triệu. Nãy giờ nó chửi anh, nó nói sale xe 2014 người ta bán có 320 à. Mà ông bán xe tôi 2013 tới 392 triệu. Anh nói xe 2014 320 đâu. Để anh đi mua, cái nó gửi hình qua đây, em coi nè. Đây. Mới cái hình cái sổ đăng kiểm thôi à. Innova nè, chỗ này nó có chữ R nè. Chữ R mà lái nào không biết. Lấy cái tay tẩy đi để cho người ta đừng thấy chữ R. Đây, nhưng mà giấu đầu thì hở đuôi. Đây, cái mâm R14. Thấy không? Đó là xe taxi Hoàng Lương. Đây em cho coi cái hình xe này. Hình nó chụp sơ sơ đẹp không? Nhìn thấy mướt mát không? À, nhưng mà vẫn lòi ra cái mâm. Đó. Thấy chưa? Thôi thua. Cho nên là anh em nào mà đang mua mấy cái xe Innova mà cái tầm tiền đó mà ham rẻ là dính xe taxi nha anh em. Còn đây nè, xe của mình nè anh em. Mâm xe là 15 nha, xe mình là xe gia đình xịn nha. Đó. Và cái chỗ chữ Innova của mình nó là cái mã code nha, nó không có cái chữ R ở chỗ này nha. Đó, là không cần nhìn xe là anh em nhìn là cũng biết là xe taxi Hoàng Lương hay là xe gia đình rồi ha. Nhưng mà hiện tại mấy cái xe taxi anh được biết là đời cao lắm, bán nếu mà giá thợ lấy về dọn ở dưới 300 mà anh em mua về chắc là sửa bệnh luôn á. Thôi không nói nhiều nữa, đây cái xe của anh đây. Xin giới thiệu với anh em, hôm nay mình về một cái xe vô cùng hợp lý, cực kỳ hợp lý cho anh em luôn. Một chiếc xe ở một cái mức tiền mà chắc chắn rất nhiều anh em đang mong đợi, Toyota Innova E 2013. Xe này gia đình xịn 100% nha, chưa kinh doanh một ngày nào cả. Và cái biển số ở thành phố cực đẹp, 46767. Giờ mình chạy ra kia để quay cho anh em coi nha. Đó anh em, mình đang có chiếc xe Toyota Innova E 2013, xe gia đình xịn nha. Anh em đi một vòng đi nha, anh em đi một vòng đi, mức tiền chỉ có 392 triệu thôi. Anh em đã có được một chiếc xe rộng rãi, tiện nghi, 8 chỗ ngồi. Cái này anh em đi gia đình cũng rất là tuyệt vời, yên tâm. Và cái hai nữa là lâu lâu ở quê mà kiếm thêm cuốc dịch vụ cũng được. Chứ còn cái đời xe này là hết chạy ráp được rồi nhé anh em. Đó, cho nên là anh em ở tỉnh thì lấy con xe này thì tuyệt vời. Đây anh em, đây nè. Xe mình được cái rất là may mắn ha. Thì mình cũng mua được cái xe mà chủ xe họ mới thay 4 cái vỏ mới cứng luôn. Và cái xe này, cái chất của nó là chất xinh nha, chất gia đình nha, chất nguyên bản. Chứ không phải là xe dọn dẹp hoặc là xe taxi Hoàng Lương dọn lại, giống như cái xe lúc nãy mà bạn mình nó gửi cho mình. Mình cũng thua luôn, mình cũng chả muốn nói nhiều. Và thật sự là những anh em ở tỉnh, nhất là những anh em ở những địa phương mà ở cái tuyến xã huyện á, không rành về xe, xưa giờ chưa tiếp xúc với xe Toyota hoặc là xưa giờ chưa tiếp xúc với xe con nhiều, rất hay bị lừa những cái xe này nha anh em, rất là tội nghiệp luôn. Rất hay bị lừa những cái xe taxi Hoàng Lương, rất là tội nghiệp. Còn ở đây mình có sale, mình chia sẻ rõ ràng cho anh em như vậy. Và xe này là đúng chất nha, nó đúng chất. Xe này mình lấy về mình chỉ có vệ sinh gầm máy, ngồi ra không làm gì hết. Tới nỗi mà cái xe này mặc dù là đời 2013 nhưng cái nước sơn zin còn đâu đó còn cỡ 80%. Rất đẹp luôn anh em, rất liên lạc. Và kể cả cái đèn nữa nè, cái đèn này là zin luôn, nó ngã màu theo đúng thời gian và theo đúng đời luôn nha. Đó, lúc mà mình mang đi dọn thì mấy anh em bảo là sao không đánh cái đèn lên cho sáng. Mình nói không, ở đây mình bán xe mình để sao, có sao mình để y nguyên vậy. Mình chỉ gọi là vệ sinh cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp lên thôi. Chứ còn thật sự mình không muốn, mà xưa giờ mình cũng không bao giờ mình bù phép bất cứ một cái chi tiết nào trên xe cả. Và hiện tại cái xe này đang nổ máy nè anh em. Cái máy móc này thì cam kết với anh em là bao zin luôn. Xe chỉ mới lăn bánh 95.000 cây. Và xe này nha, ông nào tới đây mà chứng minh xe này chạy dịch vụ hoặc là xe taxi đi, mình tặng xe cho anh em mang về luôn. Đó, máy móc hộp số cam kết với anh là bao zin. Xe cam kết không có cấn động, không ngập nước gì cả, không kinh doanh dịch vụ bất cứ một ngày nào nha anh em. Anh em thấy chưa? Tiếng đóng cửa nè. 392 triệu cam kết với anh em là tiền nào của đó nha.
Đây, anh em nhìn cái máy đi, anh em nhìn cái động cơ đi. Đó, cái máy đang nổ, đang ru à. Và anh em nhìn cái máy đi, rất là mới ha. Và hôm trước á, mình có xem clip của một cái anh lái, anh chuyên làm về xe taxi. Thì anh mới bảo là mấy cái này nè, nếu mà xe dịch vụ á, đi nhiều á, là bóp vô nó bể hết. Bóp vô nó bể hết nha. Và đây, anh em nhìn ngắm lại keo chỉ đi. Đây, nhìn khung xương nè. Anh em thấy chưa, một chiếc xe đời 2013 mà nó đẹp như thế này. Anh em nhìn đi, liên lạc hết nha. Không có like, không có làm lại một ly chỉ nào hết nha anh em. Đây cũng vậy. Rồi anh em nhìn ốc nè, nhìn tất cả những cái đây, những cái chi tiết ở đây. Anh em nhìn nắp nè, những cái tem. Đó, một chiếc xe 2013 và cái chất của nó như một chiếc xe 2019, 2018 anh em ạ. Đây cũng vậy. Anh em nhìn cái tem này, thấy chưa? Đó, mà anh em nhìn máy móc đi. Phải dùng một cái từ là tuyệt vời nha. Đó. Rồi, anh em nhìn những cái khe ở đây nè. Những cái khe ở đây không hề có dấu ma tít, đều đẹp hết như thế này nha. Đúng chất, mình để là zin hết luôn. Đó, bây giờ mình sẽ tắt cái máy. Đây cũng vậy. Anh em nhìn kiểm tra keo chỉ hết nha. Kiểm tra keo chỉ hết giúp mình. Đó, thấy chưa? Đây nữa nè anh em, ngay cái ngách cửa này, ngay cái nách cửa này, ốc này. Ốc bản lề này, thấy chưa? Ốc bản lề này, thấy chưa? Đối với Innova đời này nó sẽ có một cái phần keo ở đây. Đó, xe bị cánh cửa mở ra là mất keo ở đây. Rồi tay nữa nè, anh em nhìn tem, nhìn chấu cửa coi. Anh em nhìn tem. Thấy chưa? Ở đây mình muốn chia sẻ với anh em là tiền nào của đó ha. Đây cũng vậy nha. Keo chỉ là nguyên zin hết nha. Keo chỉ nguyên zin và tiếng đóng cửa nè. Em thấy chưa? 392 triệu. Anh em làm ơn đừng so sánh với xe taxi hoàn lương hoặc là xe dịch vụ nha anh em. Xe này đứng tên cá nhân và xe gia đình xịn 100% ha. Anh em nhìn mọi thứ rất đẹp luôn, cực kỳ chất lượng nha. Đó, khoan mở phần nắp capo lên, anh em nhìn cái phần gầm, anh em nhìn thấy chưa? Em soi thật kỹ phần gầm cho anh em xem. Cái tem ngay cái cầu xe, một cái xe đời 2013 mà cái phần gầm nó sáng như thế này. Anh em nhìn đi, cái tem ngay cái phần cầu xe vẫn còn kìa. Đó, đó anh em nhìn đi nha. Đó, rồi đây anh em, đây nè anh em nhìn đi, đây nè ốc cốp sau nè, thấy chưa? Này anh em nhìn đi. Đó, rồi em soi keo chỉ cho anh em xem. Đó, nhìn như cục pin nha. Khó kiếm lắm anh em ạ, xăng mãi mới ra đó. Đây anh em nhìn đây nè, đây này, nhìn cái chất đi anh em nhìn đi. Đó, đây nữa nè. Đó, khó kiếm, thật sự rất là khó kiếm anh em. Ở cái tầm tiền này tìm một chiếc xe gia đình cực kỳ khó kiếm nha anh em. Đây cũng vậy, khó kiếm lắm, mình săn mãi mới được đó anh em. Thật sự cái xe lướt thì dễ, chứ còn xe này ở cái tầm tiền này, ở tầm tiền dưới 400 triệu mua đi gia đình cũng được, lâu lâu kiếm cút dịch vụ cũng ok đó. Nhiều người tìm lắm, nếu mà quy ra vàng thì chả có đáng bao nhiêu cả. Đây nè anh em nhìn vỏ đi. Nó vỏ mới cứng thấy chưa, đẻ chưa, không bốn cái vỏ là mới, còn gần như là 99% anh em. Đó anh em nhìn lại một ngắm, ngắm lại một vòng đi nè. Cái đèn này đúng chất nha. Mình đi qua bên chỗ vệ sinh xe mấy anh em nói sao không đánh cái đèn đi. Không, tại vì nếu mà đánh cái đèn lên thì nó sáng nó đẹp, nhưng mà nó sẽ làm mỏng cái đèn đi. Anh em chạy một thời gian đá nó văng hay là gì nứt hư cái đèn của người ta hết. Đèn này là đèn zin nguyên bản. Và xe này anh em nhìn đi, tổng quan rất là đẹp, rất là liên lạc. Anh em nhìn chỉ có 392 triệu thôi. Thì thông tin anh em cứ alo cho mình nha, số điện thoại của mình ngay trên màn hình đó. Bây giờ mình sẽ soi một tí về phần nội thất để cho anh em cảm nhận về cái độ chất của cái xe này nha. Đây, em quay cho mấy anh em xem đi, cái phần nội thất đi. Đó, em thấy không? Đây nữa nè, em nhìn vô lăng đi, vô lăng đây chủ trước là người ta không xài bao vô lăng luôn á. Em nhìn vân sần tất cả những cái chi tiết ở đây. Đó, rồi tắp lô, tắp ly để em bước ra để em có thể quay phần ghế.
Cái da này là chủ xe họ bọc đúng cái model và đúng cái phong cách hồi đó, nó nhăn nhăn như thế này nha anh em. Đó, thấy chưa? Đây cũng vậy nè. Nhìn hết tất cả những cái vị trí đây coi. Em nhìn nó rất là đẹp ha. Nó rất đẹp luôn. Phân sần là không có mòn hết. Vàng nhựa đi là không có hề rột rẹt, rụt rịch gì hết á. Mấy cái xe taxi là nó nhẹo nhẹt nha anh em. Đi là đủ loại thứ, đủ tiếng nhạc trên xe hết nha. Đó, đây, nhìn đi, vân sần cánh cửa đây. Nhìn vào táp lô, rồi nhìn vào nội thất đi. Rất là đẹp ha. Đó, xe là nguyên bản zin hết. La phong zin, tất cả mọi thứ zin nha. Đó, rồi, em bước qua bên này để cho mọi người xem. Đây, anh em nhìn cần số đây nha, cần số này. Đó, rồi anh em nhìn tapi đây. Đó, đúng cái đầu thời điểm đó là phải cái đầu GVC này, đầu zin nha anh em. Đúng là đầu GVC nha. Một số xe bây giờ thì người ta bị hỏng cái đầu zin rồi, thì người ta thay bằng cái đầu khác, chứ đúng nguyên bản nó. Hồi đó mình làm hãng mình biết là đúng nguyên bản zin của nó là cái đầu này nha. Đó, anh em nhìn đi, nguyên cái phần đây tapi, tap lô này, anh em thấy không? Đó, nguyên cái phần nhựa là không vết trầy luôn á. Đó, anh em nhìn rất là liền lạc, rất là đẹp. Đó, chỉ có 392 triệu thôi, quá là hợp lý đúng không anh em? Đó. Rồi, anh em nhìn ngắm lại một vòng về chiếc Innova này để mình kết thúc clip này nha. Đó, 392 triệu. Đi gia đình ok luôn. Đó, anh em nào 7 chỗ, ha, xe này 8 chỗ, đăng ký là 8 chỗ, dàn vỏ mới tinh. Máy móc thì êm ru. Xe này cam kết là máy zin, số zin, thậm chí là keo chỉ zin 100%, không mất một ly nào hết. Nước sơn zin hơn 80% nha. Đúng tiêu chuẩn của một chiếc xe lướt chứ không phải là một chiếc xe cũ đâu nha anh em. Đừng so sánh với những chiếc xe trôi nổi hoặc là xe taxi hoàn lương ngoài thị trường giúp giùm đạt cái. Thông tin chi tiết thì anh em điện cho mình, số điện thoại của mình là 0901 22 6669. Xe đang đậu ở Lê Văn Lương, quận 7, địa chỉ ngay trên màn hình nhé anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé. Anh em vào kênh YouTube Đạt Channel. Đấy, anh em search như thế này và nhấn vào nút đăng ký kênh. Đồng thời anh em nhấn vào nút chuông kế bên và chọn cái mục rung chuông nhé, để nhận được những cái thông báo mới nhất từ video và từ kênh YouTube của Đạt, là kênh cập nhật nhanh nhất về các cái mẫu xe mà Đạt lấy về để bán phục vụ anh em nhé. Chia tay nó buồn không? Tiếc không? Buồn hả? Gắn bó hả? Thôi nhận xe mới, đi xe mới nó phải hơn xe cũ chứ. Dạ. Chúc mày may mắn là được. Chúc may mắn, mua xe mới làm ăn ngon. Thương quá vậy. Mến lâu mấy năm. Dạ.